Miền Đông 24 giờ. Bản tin cập nhật những thông tin nóng nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân và ghi nhận của chúng tôi thì đoạn đường này đang được xem là điểm đen về tai nạn giao thông. Thưa quý vị, nếu như không có biện pháp kịp thời và hiệu quả thì tình trạng ô nhiễm tại khu vực này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhóm phóng viên Miền Đông 24 giờ đã có mặt tại đây ghi nhận thực hư vụ việc. Miền Đông 24 giờ, bản tin đặc biệt cho khu vực Đông Nam Bộ. Hãy đón xem bản tin Miền Đông 24 giờ 18 giờ mỗi ngày trên kênh BTV1 Đài Truyền hình Bình Dương.